Chào Gưng. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào em. Và em xin chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Ngọc Bình, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ở quận 3, quê em ở Lâm Đồng và em đang sống ở quận 9 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và các vị khán giả và bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Huỳnh Minh Nhật, năm nay 24 tuổi ạ. Hiện là em là Grab Food ạ. Chở đồ ăn nữa ha. Dạ, em ở quận 12 ạ. Tức là nhà ở đâu? Em ở Tây Ninh ạ. Em tên Bình. Tên Bình thì hay có nickname lắm, em như Bình Thủy nè. Rồi Bình, em có nickname gì không? Dạ, em có nickname là Bình Bò. Bình hả? Bình Bình Bò hả? Ủa sao dạ. Lý do tên Bình Bò vậy em? Dạ, tại vì hồi xưa em lên Sài Gòn học là em ở chung với mấy bạn thân của em. Thì hồi sinh viên năm nhất ít môn học quá chị. Xong rồi cứ ở nhà ăn, xong rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Xong lúc đó là em lên một lần 3kg. Mấy bạn em mới kêu là con này là con Bình Heo. Nhưng mà tại vì Bình Heo thì cái nickname nó không có hay lắm, cho nên đặt là Bình Bò. Cái từ heo nó không vô với chữ bò đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà đó là cái nick dễ thương mà, không sao hết trơn á. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, rất là ham học hỏi, cũng biết làm việc nhà, rồi biết nấu ăn nhưng mà nấu không có ngon. Làm mấy món mới á chị, xong rồi làm xong đổ không mà không ăn được. Có bao giờ đưa bạn bè mình thử không? Tự nhiên đổ uổng vậy. Hồi xưa thì có người chịu trận là bạn trai cũ, giờ hết rồi chị. Hy vọng là hôm nay sau khi mà em lên chương trình thì có người sẽ chịu thử món ăn của em ha. Dạ. Mà chị đừng hỏi có đổ nha. Phí lắm em ha. Đúng dạ. Rồi. Có gì đem tới anh với Nam Thư ăn cũng được. Đúng rồi. Rồi mời bạn trai, mình nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Thì ưu điểm của em là dễ tính, không uống rượu hấp thuốc ạ. Em là có tính chất bạn nữ rất thích là thích dẫn bạn nữ đi uống trà sữa với đi chơi đi phim rồi. Trai uống trà sữa em nhiều thích không? Lắm chị. Không, em dẫn bạn đi thôi chứ em uống ít lắm nè. Mình cũng thích uống trà sữa nè. Dạ em có nghiện trà sữa luôn á chị. Nghiện luôn. Có nào ngày uống 3 ly trà sữa thay cơm không? Có thiệt luôn á. Dạ. Hèn chi lên lần 3kg đó. Dạ. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình rồi anh. Hơn 3 năm. Tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Tại sao anh không hiểu? Có một cái lời nguyền đồn thổi như vậy. Tất cả các cặp đôi đang yêu nhau đang rất hạnh phúc. Nếu đi về vùng biển vắng thì có thể là hạnh phúc nha. Nhưng mà cứ nắm tay nhau lên Đà Lạt, tận hưởng không khí se lạnh là về cuối cùng mỗi người lạnh một con tim, chia tay. Ủa vậy đó hả? 10 cặp như chục ai nhắc tay nhau lên Đà Lạt về cũng chia tay đúng không em? Dạ đúng chị rồi. Sao dạ. Thấy ai yêu nhau cũng đi Đà Lạt hết rồi vậy ta? Không lẽ họ muốn chia tay? Dạ nên là ví dụ mà có quen bạn nam bên kia là em không có đi Đà Lạt chơi đâu á nha. Em cũng từng dắt người yêu đi Đà Lạt. Ủa vậy hả? Chia tay. Vậy thôi mình chuyển qua Đà Nẵng đi. Ừ vậy đi. Còn bạn nam? Dạ thì em trải qua được một mối tình 3 năm ạ. Từ năm học lớp 12 đến lúc em học đại học năm 2 ạ. Ủa giống nhau ta? Hai bên đều có mối tình 3 năm. Người nào nhau. Kéo rào qua hai bên nó ủa gặp rồi. Ủa người yêu cũ. Ủa đi Đà Lạt nè. Có nào vậy không? Không em chưa đi Đà Lạt ạ. Em đi núi Bà Đen nên chia tay ạ. Trời đất ơi. Không đi núi Bà Đen luôn nha em. Không luôn nha. Dạ. Bắt liền. Thôi tới bạn muốn hẹn hò. Nắm tay. Em, công việc của mình là Grab Food, là giao thức ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nào bị bom chưa? Dạ thì em đã mập lên được vài ký rồi đó chị. Trời ơi thương quá. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh không hiểu bom hàng là gì. Thương anh Linh quá. Tức là ví dụ như em đó, gọi điện tới giao tới em cái visa nha. Trời ơi nhà em địa chỉ đó đó đó. Đó xong giao tới chị bận rồi hoặc giao tới thế bao cái khách vừa gọi không nghe máy thì bạn phải ôm cái bánh bánh visa trả bánh visa lại cửa hàng ai nữa vô anh mua trả tiền rồi đem ra mà chết mồ không em. Em chở em anh tới 5 chén chè sôi nước, 5 chén chè đậu, 5 chén chè gọi là khoai môn, 5 chén chè hạt sen, 5 ly chè cốc tay. Em chở liền đi. Anh cũng đổi tên được cái gì mà anh đặt ghè nhiều dữ vậy anh Linh? Anh đổi tên Quyền Linh. Đổi tên gì? Tên xui quá. Bậy bạ, tên Quyền Linh dễ thương muốn chết. Thư hỏi nè, trước khi mà em làm cái công việc giao hàng này á thì em làm gì? Em học đại học xong ạ. Đại học gì? Giao thông vận tải ạ. Rồi làm đúng nghề rồi. Học giao thông thì giờ chạy xe cũng tham gia giao thông vậy. Người ta làm mà ngành gì ngành nói gì vui thôi. Ngành điện tự động tàu thủy à. Tại sao là cuối cùng em lại đi tại làm em này? Thấy là em chọn không có đam mê với đó nên em chuyển hồi đó ai chọn cho em giao thông đường thủy đó tự chọn à tự chọn rồi sao em nói em không hợp
sai, hồi đó em chọn đại à. Sai lầm của bạn trẻ là học đại, thi đại rồi chọn đại đó. Tôi phải nghiên cứu rất là rõ đúng không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Giống chị em à, được rồi. Giống chị em sao? Chị em ngồi dưới á nè. Chị em đó đó hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Xinh xắn quá trời. Coi coi giống chị em không nha. Em chào anh Quyền Linh. À, chào em, cũng dễ thương. Nhưng khác cái đôi mắt kiến thôi. Em nói cho anh Linh biết cái mẫu người lý tưởng của em là như nào. Đúng rồi, sao? Cao hơn em, từ 1m68 trở lên. Có cao. Dư à, không quá mập. Không thể mập. Biết quan tâm, chia sẻ. Có. Ăn uống thoải mái. Nếu bị bom hàng. Muốn ăn gì có đó. Dạ không gia trưởng. Không có gia trưởng này dễ lắm, kêu gì đem tới đó. Cái gì cũng có chứ. Gì nữa? À không hô, không hói. Hai hờ hả? Có không? Bên có, anh có dính hờ này không? Có đứa nó nói ba hờ nữa. Không hô, không hói, không hôi. Này có hai hờ đỡ hơn á. Để coi coi được mấy hờ. Thơm. Hổng hô, hổng hối. Mà còn thơm nữa. Hơi hơi thơm. Dạ vậy được rồi. Được rồi đúng không? Cái mẫu người lý tưởng mà gái của em nói được. Rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao, em muốn sao? Thì cũng như có làn da sáng. Cũng như xinh xắn nhỏ nhắn xíu rồi đó. Làn da sáng là sáng sao? Thì cũng như là trắng trắng xíu là được. Không bên này mà. Đen lắm anh ơi. Em đừng lấy chị em ra so sánh nha. Bên này em cũng sáng vậy trời. Đúng rồi, đàn gái cũng sáng. Đen trời, sáng á chị. Trời chị cũng đen sáng. Em ơi, ngâm ngâm da nâu nhìn lâu thích lắm. Dạ, chỉ cần cái mặt sáng là được. Ừ, có sáng. Em dạ. Không thích đàn ông cái điều y. Gì vậy? Trời, anh Linh, anh hỏi gì vậy? Hơi lộn. Em không thích cái điểm nào ở phụ nữ? Ừ. Vô lễ với người lớn à. Ai đâu vô lễ, em là không có đâu. Hơi hay ghen cũng không vấn đề. Không, ghen thì người ta thương mình người ta mới ghen nên không là vấn đề gì ạ. Hơi hơi dữ xíu cũng không sao. Không sao. Hơi nóng tính xíu. Em chịu đựng giỏi lắm ạ. Còn em không thích gì ở người đàn ông? Dạ, không thích hút thuốc, không thích thả thính lung tung. Hay không thích gì. Có thả thính lung tung, tính bay lung tung dạ, là không thích, đúng không? Em là quen em là phải cam kết với em là một một thôi, mà quen em mà sơ cua nhỏ khác nữa là em không chịu. Cưng cưng. Mình có hay thích sơ cua nhẹ gì không? Em mà nếu như mà yêu ai thì sẽ là chỉ một thôi. Còn lúc mà chưa yêu thì có thể sẽ tìm hiểu nhiều người ạ. Anh nói rõ quan điểm, hợp lý. Được. Tức rồi. Là nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì anh có quyền tìm hiểu nhiều người. Ừ. Đúng, mà đã yêu thì xác định chỉ một. Không, chị hoàn toàn đồng ý. Thế là quan điểm rõ ràng rồi đó. Ừ. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Hôm nay dạ, hôm nay em đi với sếp và đồng nghiệp của em ạ. Ý kiến của sếp thế nào? Chào chị. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào Nam Thư. Dạ, chào chị. Chào em trai. Và cũng chào bên họ nhà trai. Em tên là Phương Nga, là quản lý trực tiếp của bạn Bình. Em thấy bạn trai bên đây thì chị thấy là bạn rất là hiền, cũng phù hợp với em. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cho tôi gặp đại diện đàn trai như nào. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Chào quý khán giả. Chào em. Thấy bạn gái bên đây thì cũng dễ thương. Thấy hai bạn này cũng hợp, dễ thương. Em mong hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào nha, cho hai trẻ gặp mặt. Thì em có món quà muốn tặng cho anh. Ở trong này là một cái khung hình. Bây giờ thì nó chưa có hình ai hết, nhưng mà em hy vọng là mai mốt mình tìm hiểu sâu hơn thì cái khung hình này sẽ để hình em với anh. Cảm ơn em ạ. Bây giờ nghe nói đàn gái hát hay lắm, mình hát bài tặng đàn trai cái coi. Anh hát chung với em đi. Bài gì vậy? Bài một nhà. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giây, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta mơ chung một lối vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hát không nhìn nhau tình cảm gì chứ, thiệt hai đứa này. Bây giờ nhìn mặt nhau nè, tình cảm đó, nhìn thẳng vào nhau. Dạ nhìn rồi anh. Đó, chúng ta cảm nhận gì về người đối diện? Anh gặp em, anh thấy em sao? Có giống trong tưởng tượng của anh không? Là cũng như là
Nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng ạ. Nhưng mà anh thích người nhỏ nhắn. Dạ. Em về cảm nhận thế nào về ảnh? Em thấy ảnh rất là hiền, đẹp trai, cao hơn em. Không biết là công việc của anh như vậy thì anh làm từ sáng đến tối luôn hay là sao? Dạ, bình thường là mình làm từ 6 giờ sáng mình tới 4-5 giờ chiều mình về, rồi buổi tối mình dành thời gian cho bạn bè và giải trí. Dạ. Vậy công việc đó thì anh định làm đến khoảng thời gian bao lâu nữa? Chính xác là bao lâu nữa anh? Dạ là khoảng thời gian là khoảng 1 năm mấy nữa. 1-2 năm nữa khi mà anh dừng công việc đó thì anh dự định anh làm công việc gì chưa? Là mình về xin về khu công nghiệp ở gần nhà mình làm về điện à. Vậy là anh sẽ đi về quê? Đúng rồi ạ. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Thì em có thể cùng anh về quê Tây Ninh được không ạ? Dạ nếu ở đó có công việc cho em thì em cũng rất là sẵn lòng. Mà quan trọng là cái lúc mà trong quá trình quen anh đối xử với em như thế nào nữa. Thì anh ở quận 12, em ở quận 9. Tuy có xa nhưng mà anh có thể chạy xuống được. Nếu mà tương lai hai đứa lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Em nắm. Em thẳng thắn vậy luôn hả? Em nắm, kinh tế lấy nhau về là em là người nắm. Anh chỉ việc đưa tiền cho em thôi, mọi việc cứ để em lo. Đúng, chính xác. Tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi, hợp lý. Dứt khoát vậy đó hả? Dạ. Rồi em hỏi em, mỗi tháng em chi cho anh bao nhiêu phần trăm trở lại? Em Nhật. Hỏi đi Nhật. Mình mạnh mẽ lên, sao cứ ngồi nhìn dưới đất vậy? Dạ thì cũng như là anh cũng có bạn bè đó. Nếu như anh đi bạn bè thì em có chi cho anh một phần nào đó được không? Có, tất nhiên là sẽ có một khoản riêng. Ăn nhậu hay là đi chơi gì đó là có khoản riêng rồi. Nhưng mà anh đi chơi ở đâu đó anh phải nói với em biết, đặng em chi tiền. Còn nếu mà không nói thì em không chi. À vậy hả? Dạ. Ví dụ đi cà phê là tiền cà phê riêng 5-70. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi nhậu là khoảng 5-700. Dạ. Còn đi karaoke? Dạ ví dụ như mà nếu mà chính xác nhất là tốt nhất là mang bill về. Dạng giống như là công ty vậy đó. Mang hóa đơn về cho tôi thì trả tiền. Trời ơi. Có bill nữa hả? Đem bill. Chà căng quá giờ. Thật ra rồi. Là hồi nãy giờ em giỡn anh thôi. Còn không, mấy cái thì này cứ dạy đi anh đừng có để bụng nha. Nó nói anh cũng muốn dạy mà. Dạ. Trời dạ. Ơi. Đó. Mạnh mẽ lên cưng. Nãy giờ em nhìn cô gái này nói chuyện nãy giờ đó, mình cảm giác trong con người mình có thay đổi chút xíu gì về nhịp tim không? Dạ nãy giờ là tim em là cũng như nó tăng lên mấy lần rồi đó anh ơi. Tăng lên mấy lần rồi ha. Còn em thấy Nhật sao nè? Dạ em thấy bạn ấy rất là hiền. Nếu mà bạn ấy quen em thì chắc em phải huấn luyện bạn ấy dữ thêm xíu nữa. Bạn hiền quá. Dạ. Hiền quá. Không nhưng mà em cảm giác cặp này hợp khủng khiếp. Ừ nhưng mà huấn luyện riết nó dữ hơn mình là mệt lắm á nha. Giờ mình nắm tay cái cho hết run được không? Dạ được. Điện tới liền. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Nắm hai tay bỏ cái túi kia xuống đi. Đưa đây chị cầm cho. Rồi, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Mai mốt về tiền bạc anh đưa hết, em cho nhiêu cho. Ừ. Mình thấy anh thấy bạn, anh thấy em rất dễ thương hả? Hai mình cùng cho nhau cơ hội nha. Nhìn mặt ta anh nói anh không nhìn em. Đúng rồi. Không có thiệt tình. Anh thấy em rất là dễ thương, hay anh với em cho nhau cơ hội cùng bóng nắm nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Cảm ơn em. Trở về ghế. Dễ thương hết sức hà. Đây là cô gái làm sale mà. Rất là năng động. Đúng rồi. Rất là lanh lợi. Còn em trai thì rất là hiền. Ta bôm hoài là đúng rồi đó. Có thường gì quá. Học kinh nghiệm ở đây nha. Rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút hết bấm thời nè. Gian. Đây là quyết định của cuộc đời các bạn đó. Chúng ta nếu không rung động con tim, chúng ta không cần bấm, để cho người khác bấm. 3 2 1 Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng em. Đây quà của cưng nè. Đấy cầm. Nắm tay nhau đi. Sao em gái bấm chậm vậy? Có gì mà băn khoăn không? Thật ra đối với em thì bạn ấy khá là hiền. Vậy là được rồi. Nhưng mà còn phần công việc thì em muốn bạn ấy thay đổi. Thì khi nào tụi em tìm hiểu nhau, nếu ok thì em sẽ bắt bạn ấy thay đổi. Ừ. Chị tin là với cái gọi là cái sức mạnh lớn lao của tình yêu thì Nhật sẽ thay đổi. Không có đôi khi là tạo cái công việc đó nó vất vả nhưng nó có một sự trải nghiệm rất là tốt. Dạ. Chị ấy cũng học đại học ra mà cũng có bằng cấp, cũng giỏi đấy. Bây giờ thì xin phép sếp với chị
hả? Xin chị cho em hôn bạn gái một cái à? Rồi, từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh nha. Bắt đầu. Gì vậy? Hôn đi, hôn đi. Gì vậy? Trời ơi. Biết được nhá, tên tuổi của mình này, là nghề nghiệp hiện tại, quê quán của mình ở đâu, mình đang sinh sống ở đâu, như là một vài cái nét là yêu nhược điểm của mình như thế nào. Mời anh. Họ tên đầy đủ, mình là Nguyễn Bắc Dũng, sinh năm 1900. Hiện quê quán thì ở Thanh Hóa, sinh ra lớn lên thì ở Bình Dương. Hiện tại thì mình đang sống ở Bến Cát, Bình Dương, thị xã Bến Cát. Anh Dũng chia sẻ lại là mình sinh năm bao nhiêu được không ạ? 1986. À, 86, vâng. Rồi sinh năm 86 là mình đã từng lập gia đình hay từng mình chia sẻ về chuyện tình cảm của mình trong lập trước không anh? Mình có từng lập gia đình cách đây 12 năm rồi. Và đã chia tay cách đây 12 năm rồi ạ? Chia tay cách đây 10 năm. À, rồi là mình chia sẻ thêm đi là vì sao mình lại chia tay này, là lý do vì sao chia tay. Có con chung với cả vợ chưa? Mình có một đứa con chung bây giờ 4 năm, bé trai đang ở trong bà nội. Là ông bà nội là hiện tại là đang ở chung với mình luôn hay sao anh? Đúng rồi, ông bà nội ở đây, ở đây. À, thế là mình bận quá không chăm được bé hay như nào ạ? Thì mình làm nên có thời gian để chăm nên là gửi ông bà nội. Mình công việc hiện tại của mình là gì nhỉ? Mình chia sẻ lại được không ạ? Mình làm giám sát nhà máy nuôi tinh quốc Bình Dương. À rồi. Nhân viên chuyên trách. Rồi, lý do vì sao mình lại đổ vỡ trong chuyện hôn nhân trước đây ạ? Tại vì chắc là do bà xã đó ghen quá nên là thường xuyên hay bỏ đi á. Về cái chuyện bỏ đi nhiều lần nên là chia tay. Ghen quá là có khi nào mà không có lửa, đâu có khói anh, có khi nào thế nào đấy không ạ? Có đâu, mỗi lần mình đi làm hay là đi tìm cách gì đều mình về có đi ăn nhậu cái gì đó đều mình bắt đám trước cả. Nhưng mà do tính cách thôi. Nghĩa là mình cũng không có nhiều thời gian không anh, rồi đã có nhiều thời gian hơn là lúc đấy chưa ạ? Thì bây giờ thì sắp xếp được cuộc sống rất là ổn hơn rồi. Rồi bây giờ ổn rồi thì là mình muốn chương trình tìm cho mình một cái bạn nữ như thế nào ấy. Mình nói cụ thể giúp em về cái yêu cầu của mình nhá. Về ngoại hình của người ta này, về tính cách, về quá, như là công việc, rồi những cái gì mà mình thích hay là mình không thích ở người ta thì làm sao chị cũng tìm cho mình được cái người phù hợp nhất ạ? Về nữ thì chỉ chỉ một xíu là được rồi. Còn về tính cách thì quan trọng là có sự hiểu biết, có biết lắng nghe và chia sẻ, đặc biệt là chung thủy. Tuổi tác thì sao ạ? Tuổi tác thì tầm khoảng 25 đến 33 là vừa. Rồi, mình cho em hỏi một chút về cái công việc của mình thì hiện tại là cái thu nhập của mình có ổn định không anh? Ừ, thu nhập ổn định. Có thể là bao nhiêu ạ? Tháng thì trung bình nó khoảng từ 15 đến 20. Rồi, về cái bạn nữ mà mình muốn tìm hiểu thì không biết là quê quán của bạn nữ ở đâu thì ok thì được rồi. Trừ ở miền Tây là được rồi. Trừ ở miền Tây sao thế ạ? Không biết là miền Tây giống như kiểu đa số đều thích miền Tây, mình cũng có một cái cảm giác không an toàn lắm. Ví dụ mà bạn nữ có cái hoàn cảnh như mình đã từng đổ vỡ rồi thì mình có ok không? Ok, mình đổ vỡ nhưng để có con là được. Để
à, sợ có con thì có con đôi con ông đồ mất công nữa. Cái này thì mình cũng suy nghĩ thêm, giúp em suy nghĩ lại thêm là thì là nếu không thì cũng gọi là thu hẹp rất là nhiều cái phạm vi mà mình có thể tìm hiểu những người tốt và những người phù hợp với mình. Rồi cảm ơn anh Dũng, và hôm nay cũng là cái buổi casting đầu tiên của chương trình thôi, khi mà mình được chọn vào vòng trong rồi cũng như là chương trình tìm cho mình. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì? Chào chị, em tên là Nguyễn Vũ Tam. Nguyễn Vũ Tam hả? Tam, dạ. Nguyễn Vũ Tam, à, rồi. Em ở Tiền Giang. Mình sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 96. 96 là ông có đúng tuổi? Dạ. Ủa ông gì trời, 96 mà tôi nhìn thì là 86 gì đó. 96 đúng không? Dạ. Rồi, Nguyễn Vũ Tam sinh năm mình là ở Kiên Giang, là mình làm công việc gì? Dạ em làm điện chị. Điện em làm cụ thể sao Tam? Dạ điện dân dụng, điện lạnh. Bạn làm cho công ty hay là nhà tự cá nhân em làm thôi? Dạ làm cá nhân, làm tự do. Làm tự do, vậy thì cái thu nhập của em có ổn định không? Dạ. Là bao nhiêu một tháng trung bình? Khoảng 5 triệu đến 6 triệu. Vậy hả? Mà ở dưới quê là mức này có đủ sống không? Dạ đủ. Rồi sau này có vợ là có lo được cho vợ không đây? Dạ có. Rồi bây giờ là Tam chủ động chia sẻ cho chị nha, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em sao nè? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích thể thao. Thể thao là mình chơi giỏi môn gì? Dạ mỗi môn ngoài chơi được chút xíu. Đá bóng, cầu lông. Tiếp theo em còn gì nữa không? Dạ không. Có thầy thích ca hát văn nghệ rồi gì không? Dạ em ca hát lắm. Sửa điện giỏi lắm, hồi giờ sửa điện có bị điện giật không? Dạ cũng bị giật sốt à. Bị giật sốt mà. Mà sao? Nhưng mà tại em biết nghề cũng không có đến khỏi được. Dạ. Rồi còn gì được, điểm yếu của em là gì? Không có điểm yếu. Là hoàn hảo hết đó hả? Có nóng tính không hoặc là có cái tật xấu gì không? Xấu như là chỉ có phút nè. Còn gì nữa không? Dạ không. Trước giờ đã quen ai cho em, tình trường của em sao? Vui vẻ chủ động chia sẻ cho chị nha Tam thì mới được chọn. Còn hỏi còn chờ hỏi cô nào nói cô đó là không có được chọn đâu. Rồi chia sẻ về tình trường cho chị coi nè. Tình trường thì về đơn phương này rất là nhiều không mà rất là không có. Đơn phương nhiều nhưng mà nàng có bày tỏ tình cảm cho người ta biết không hay sao? Tình em cũng hơi chút nhát á, cũng nhắm bày tỏ gì được. Trời ông nhát quá rồi, lên sân khấu làm sao mà cua gái tán gái trên sân khấu được đây? Có tự tin được không hay sao? Cho nên là nhát quá là mình phải cố gắng nếu mà cần được chọn hay khi các thứ đó. Tam chia sẻ về hình mẫu em mong muốn khi thích cô gái như thế nào? Hình mẫu của em cũng đơn giản nè. Không, con gái là biết chân thành, trung thủy, nhiệt tình. Ngoại hình, tuổi tác, vùng miền thì sao em? Vùng miền có quan trọng, tuổi tác thì có thể là bằng tuổi em hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn 2 tuổi cũng được. Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Không thích con gái quá chơi thua đua đòi. Như xăm mình thì xăm nhỏ đúng không? Xăm nhỏ mà xăm kính thì cũng được. Rồi còn yêu cầu gì nữa không Tam?
dạ không. Ừ, rồi ok, cảm ơn Tam nha. À, nếu mà được chọn thì em sẽ nhận được thông báo của chương trình cho em biết nha. Dạ. Ừ, ok, chào em, thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, chào chị.